Thảo Nhi Lê tổ chức show thời trang Lâm Trọng Hiếu lại rất spotlight. Lần đầu Thảo Nhi lên tiếng về việc bất slot đi thi Miss Universe. Em nói là nếu như mà mọi người đi chắc là Thảo Nhi không có em đi đâu. Em hả? Em nghĩ là có một phần chắc là cũng thấy một thất vọng. Tại mình là một người mình luôn luôn muốn hoàn thiện mọi thứ. Những gì mình làm, như là một người rất cầu toàn. Thì thường thường mình bắt đầu một việc gì đó thì muốn làm hết mức, kiểu hết trọn vẹn. Cảm giác như là hoa hồn nữa, mình chưa có thể đi được cái con đường đó. Con đường đó, như là đà, đúng không? Mình tự vọng thì có thể là cái đấy là một cái sự thất vọng. Thanh Thanh Huyền, Hao Hao, Thúy Ngân. Vợ chồng Giang ơi bị lạc phải nhờ nhân viên hỗ trợ. Ngoài việc đạt giải Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê còn là một doanh nhân mát tay với thương hiệu thời trang riêng. Cô vừa mở show thời trang như lời đã hứa trước đó với fan. Nhưng nhọ như Thảo Nhi Lê khi mời Trọng Hiếu, anh chàng vừa xuất hiện đã giật spotlight của chính chủ vì lên đồ độc lạ. Xuất hiện tại thảm đỏ show thời trang này, Trọng Hiếu vẫn trung thành với style diện crop top yêu thích. Nhưng điều đáng chú ý là outfit của anh chàng lại gây khó hiểu khi chiếc áo có phần quá ôm sát, lại còn là áo ba lỗ thì cũng khoe được cơ bắp đó, nhưng lại trông có vẻ không ăn nhập lắm so với phần body lực lưỡng của anh. Đã vậy, chiếc quần ống rộng cũng dường như phản chủ, lâu lâu còn lộ ra cạp quần trong màu xanh trông thật là sai trái với tổng thể đang tông màu đen bạc. Nếu đọ sắc với các nam thần khác xuất hiện trong show thời trang này như Andre, Jidaki và DJ Gu Công thì thời trang của nam thần kia dễ cảm hơn về phần nhìn cho người hâm mộ. Tại sự kiện này, Thanh Thanh Huyền cũng lần đầu xuất hiện sau sự việc làm lộ kết quả của chương trình Miss International Queen. Cô nàng bỗng đổi màu tóc đỏ nổi bật kèm outfit cắt xẻ đậm style Thảo Nhi Lê, nhưng lại xui cái là Thanh Thanh Huyền phải ngậm ngùi vì cô bạn Thảo Nhi không nhìn ra mình. Đã vậy, bên dưới bình luận, nhiều khán giả còn nhận xét Thanh Thanh Huyền với layout này lại trông như hai giọt nước với Thúy Ngân. Nếu cứ nhìn lướt qua thì không nhầm cũng là lạ. Ngoài ra, tại show thời trang này còn có sự góp mặt của Linh Ka, không hổ danh là mỹ nhân thế hệ mới. Vừa xuất hiện, Linh Ka đã làm sáng bừng cả thảm đỏ với nhan sắc nữ thần, không ăn diện cầu kỳ hay make up lồng lộn. Với chiếc váy ngắn màu trắng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét đẹp mỹ miều của Linh Ka. Cũng có thể nói đây là khoảng thời gian Linh Ka nhiều lần làm người hâm mộ rung động trước nhan sắc của mình. Các clip TikTok do cô nàng đăng tải cũng nhận về muôn vàn lời khen. Một sự việc hài hước khác đó chính là vợ chồng YouTuber Giang ơi bị lạc tại sự kiện mà không tìm được chỗ ngồi, phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên. Hẳn là do concept đâu đâu cũng thấy vải tại show thời trang của Thảo Nhi Lê mà khiến cho bộ đôi này gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi. Tại đây, Trương Mỹ Nhân lại xuất hiện lẻ bóng mà không có ông xã bên cạnh. Vì trên trang cá nhân từ sau khi công khai mối quan hệ với Phí Ngọc Hưng, cả hai trăm khoe cảnh bạn nồng trên trang cá nhân đến mức ai lỡ lạc vào chỉ có sâu răng thôi. Nhưng cô nàng lại lẻ bóng tại sự kiện lần này. Show diễn lần này cũng có sự xuất hiện của hội anh chị em nhà Uni như CEO Bảo Hoàng, Khánh Vân, Kim Duyên hay Thủy Tiên cũng đến ủng hộ, chứng tỏ mối quan hệ của họ vẫn rất tốt cho dù nhà Uni không còn nắm bản quyền để có thể cử Thảo Nhi Lê đi thi quốc tế. Một điều gây hoang mang nữa là phần trình diễn của các người mẫu trong show lại đi catwalk rất freestyle, không theo line như những show thường thấy. Điển hình như Thủy Tiên đang catwalk thì dancer lại đi hướng ngược lại để vào cánh gà, hay hai người mẫu khác lại lấn tuyến vượt lên trên. Chưa biết đây là ý đồ của Thảo Nhi Lê hay sao, nhưng lại để lại nhiều dấu chấm hỏi cho khán giả. Bạn cảm nhận thế nào về show thời trang của Thảo Nhi Lê? Cùng chia sẻ bên dưới nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!